Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Alo Xe. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một chiếc xe khá là huyền thoại, gắn liền với từ thời xa xưa ông cha ta. Ngày xưa thì đối với cái dòng xe này á, nó chung đời với cái dòng xe Super Cup 50, dòng 78, 79 cánh án đâu quý anh chị. Còn chiếc này là cũng xe Honda, cũng được sản xuất từ Nhật luôn, được nhập khẩu hải quan về. Chiếc này thì là dòng xe Charlie 50 với cái màu xanh. Thì đối với dòng xe này á, là ngày xưa thì các cô chú gì đó hay chạy mấy chiếc này nè, để mình đi chợ này kia, đi lên quanh trong nhà, nhìn nó khá là gọn gàng. Và chiếc này là đời 84 ha, 84 đời 98 nha quý anh chị nha, 84 đời 98. Thì đối với chiếc này thì bên em chỉ đi được có 96 cây thôi, nên là mức giá sẽ cứng ha, là 110 triệu. Lớp còn theo xe luôn, lớp còn theo xe, máy móc, nói chung là về dàn áo mọi thứ, tất cả mọi thứ chiếc xe này là còn nguyên zin hết, chưa có thay thế bất kỳ phụ tùng nào. Còn nếu quý anh chị nào muốn tham khảo giá thấp hơn thì hiện tại bên em còn hai chiếc nữa. Thì như ngày hôm qua thì em có quay cho anh chị xem, một chiếc màu trắng là giá 60 triệu nè, một chiếc màu xanh giống như thế này luôn cũng là 60 triệu, và riêng chiếc này là lớp còn theo xe, đi ít hơn. Nói chung thì tất cả mọi thứ là đều còn nguyên zin hết, mức giá là 110 triệu. Thì đối với 110 triệu này thì bên em sẽ bao gói hồ sơ ha, còn chi phí lăn bánh thì anh chị chi phí giúp em, cũng như là cái chi phí vận chuyển nha, anh chị chi phí bên em sẽ hỗ trợ bút xe vận chuyển và vận chuyển về tới nhà cho anh chị luôn. Còn đối với anh chị nào ở gần cửa hàng xe cổ giúp mình Dương bên em thì anh chị đến đây mình xem xe trực tiếp ha, xem xe trực tiếp em sẽ cho anh chị là chạy thử luôn, nếu mà ok thì mình mang xe về thôi. Còn đối với những chị nằm ở xa mà không đến cửa hàng Honda với Bình Dương bên em để mình xem xe được á, thì anh chị liên hệ với số điện thoại của anh Phương, thì anh Phương sẽ tư vấn cụ thể chi tiết từng bộ phận, cũng như là về máy móc, về dàn áo, nói chung là về vận chuyển, về thanh toán như thế nào luôn ha. Đó. Rồi bây giờ thì không để anh chị đợi lâu nữa, thì em sẽ nổ máy cho anh chị nghe thử tiếng máy của em này ha. Nói chung là máy hôm nay thì không có gì để mình chê á, quá là phê luôn. Rồi xe này là không có đề nha anh chị nha, không có đề, cũng như là đèn luôn sáng. Bây giờ là em đang để garanti và em đang ngồi kế bên cái bô luôn, là để cho anh chị nghe cái tiếng garanti của em nói ha. Đấy, anh chị có nghe được tiếng garanti của em nói không? Nếu mà ở ngoài thì anh chị nghe rất là nhỏ nha anh chị nha, nhưng mà không biết là trong video á, có thu rõ cái tiếng của garanti hay không. Đấy, nhưng mà ở ngoài thì nghe rất là bé luôn. Đấy, anh chị thấy chưa? Về bô xe chỗ này bị chè xước thì bên em cũng không có dầm tuốt luôn, để nguyên thủy luôn ha. Hàng đến tức sơn lóc nồi cũng vậy. Rồi, anh chị có đánh giá như thế nào về cái tiếng máy, động cơ của dòng xe Honda Charlie này thì hãy comment phía bên dưới cho mọi người cùng tham khảo. Và chiếc này là với mức giá là 110 triệu ha, một dòng xe xe số huyền thoại gắn liền với từ thời ông cha ta ngày xưa. Chiếc này thì hộp số cấp thì nó chỉ có 3 số thôi ha, giống như dòng xe Super Cup ngày xưa. Rồi bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cụ thể từng bộ phận đến cho quý anh chị xem ha. Để anh chị xem hết video này thì anh chị có thể đánh giá được đối với em này sẽ có mức giá là 110 triệu là nó có đáng để mình xuống tiền hay không. Nói chung thì đối với dòng xe này là ngày xưa thì rất là nhiều anh chị ưa thích luôn, nhưng mà có một số anh chị thì ngày xưa thì mình cũng không có đủ điều kiện để mình chơi với dòng xe này hoặc là để mua mình chạy đó, nên là bây giờ thì điều kiện kinh tế nó cũng đã thay đổi, cũng đã phát triển rất là lâu, rất là nhiều rồi. Nên là anh chị nào mà muốn tham khảo, muốn sưu tầm những dòng xe này để mà gợi nhớ đến thời xa xưa mình khổ cực á, thì anh thấy mua chiếc xe này về mình trưng bày ở trong nhà ha. Đấy, bây giờ thì mình mua những dòng xe này thì nó cũng khá là dễ dàng, mà để mà giữ được một chiếc xe nó đẹp như thế này thì một điều không phải ai là cũng giữ được, ai cũng làm được và ai cũng sưu tầm được đâu. Dòng này thì hôm bữa giờ thì cũng có rất là nhiều khách hàng hỏi em. Đấy. Rồi
Đây là cái số số khung ha. Chung là dàn áo em này tất cả mọi thứ đều ok, đẹp. Chìa khóa thì còn một chìa xiên. Xe 84, chiếc này 84 nha, đời 98. Lốp còn theo xe luôn. Rồi, anh chị có thể xem được ở cái phần hệ thống bánh trước cũng như là hệ thống phanh. Hệ thống phanh, phanh đùm ha. Đây, cái đùm thì lâu ngày thì nó cũng bị nổ, lớp sơn ra rồi. Nhưng mà bên em cũng không có dặm tuốt lại luôn. Rồi, còn ở đây là cái thông số lốp nè. 98 nè anh chị nha, 598. Rồi, nè, tháng 3 năm 98 luôn. Đã chị thấy chưa? Đó, tháng 3 năm 98 ha. Để em xe qua đây cho anh chị dễ mình dễ thấy nè. Đây. Đó, tháng 3 năm 98 nha. Rồi, ok. À, chắn bùng trước. Cái về trước đó anh chị. Về trước thì lâu ngày thì nó cũng bị gọi là bị đường găng nè. Còi nè, kia bẩn dưới nè ha. Bẩn là có bé xíu à. Chủ yếu là để chắn bùng anh chị. Rồi. Cái đầu máy ha, gân xanh vẫn còn, ba ốc đầu đẹp sáng. À, máy chưa gất đầu. Trong đây thì nó hơi nhỏ quá, em không có đưa camera vô cho anh chị xem chi tiết được, anh chị có thể là nhìn được cái đầu là cũng biết được ha. Đó, con xanh vẫn còn luôn. Rồi, cái hệ thống đèn, hệ thống đèn của em này là đèn luôn sáng nha anh chị nha, đèn luôn sáng ha, mình không tắt đèn được. Này, nước sơn thì đối với em này thì cũng không có gì để mình chê á. Sơn dàn áo này kia, phục này kia còn quá đẹp luôn. Rồi, đầm đó, đầm lớp này kia, hai lớp trước lớp sau vẫn còn theo xe nên là cũng đã nứt rồi. Lớp thì mắt in xe ban nha quý anh chị nha, mắt in xe ban. Cái phanh đùm nè, rồi in xe ban nè, đó dài về đây. Anh chị xem ở cái phần đuôi cá nè, lỗ lốc máy bên đây thì nó cũng bị chạy xước nè, nhưng mà bên em cũng không có dầm tuốt lại luôn. Nói chung là xe sao thì em để nguyên thủy như vậy ha. Còn nếu anh chị mua về mà anh chị muốn bên em dầm lại cho nó đẹp lại á thì bên em vẫn dầm lại cho anh chị được theo yêu cầu cho anh chị. Còn anh chị muốn để như vậy nguyên thủy thì mình để như vậy luôn. Đây là tem xe nè, đó. Rồi, về về sau phục phục lâu ngày thì cũng bị nổ phần chỗ này cũng như là bị hạt tiêu. Rồi, hệ thống nhôm sinh dĩa ha. Rồi, dàn chân này, dàn chân anh này còn quá đẹp luôn, không bị gì xét. Bay ra sau nè. Nói chung là em quay được cũng khá là chi tiết. Nên là anh chị xem hết video này thì cũng có thể là đánh giá được ha, đánh giá được một phần nào về em chiếc Cherry này là 98. Rồi. Bây giờ sau thì em này nó cũng lâu ngày thì nó cũng bị gạn. Rồi, cái hệ thống mâm sao. Mâm sao là cũng là tháng 3 năm 98 luôn. Đây, anh chị nhìn thấy ha. À, tháng 3 năm 98. Lớp sao cũng năm 98 luôn. Nói chung thì em này lớp theo xe. Rồi. Bô nãy thì anh chị thấy quan sát rồi. Nhưng mà về số chỗ này. Dàn áo thì em này không gì để em chê. Rồi. Lốc máy bên đây thì đẹp ha, cũng không chạy xước nhiều như bên kia, chỉ xước nhẹ chỗ này thôi. Rồi. Đến phần yên xe nè. Yên xe thì đối với em này là vẫn còn yên xin nha, chưa có
thay da yên, vẫn còn yên zin luôn. Đây. À, bình xăng thì vẫn còn ha. À, vẫn còn cái nước sơn xuyên của nó luôn nha quý chị nha. Đấy. Bên đây thì tem xe. Ba ga nè. Các kim bấm vẫn còn nguyên ha. Rồi, tới dàn ghi đông. Đồng một đồng hồ. Chiếc này đi 96 cây nha anh chị nha. Rồi, đây. Đó, cái nút bấm này vẫn còn nguyên hay chưa có thay thế. Rồi, không có đề. Rồi, cặp kính thì vẫn còn. À, nguyên cặp đèn tròn. À, cặp kính tròn nha anh chị nha. Rồi, tổng quan thì em đã quay cho anh chị xem chi tiết về cái chiếc Charlie 50 này 84 đời 98. Thì anh chị nào quan tâm chiếc này thì anh chị liên hệ số điện thoại của anh Phương nha, thì anh Phương sẽ tư vấn cụ thể hơn cho quý anh chị. Rồi, em xin hẹn chị vào những video lần sau nha. Em xin cảm ơn.